xét thử. Ê, vô coi nó. Thiếu bộ nè. Vô đi, mời đi. Chết rồi, mà tôi 4 sao chắc nó đóng tôi 800 tiền rồi không ơi. Hả? Rồi rồi, mời đi Nghĩa, sếp ơi. Ủa, em ao hả? Ủa vậy ông có muốn ỉa không? Tại vì 20 trận liên tiếp á. Dạ xíu ấy. Bắn đã mà anh. Ờ nhớ muốn. Ừ cũng được. Bắn đi đi. Để cho ơn bắn đi. Còn bốn mấy giây nữa vô nè. Còn bốn mấy giây thôi là. Vô đi ỉa đi ba má, tôi kích ông ra hết trời. Phải làm ỉa trong vòng 30 giây. Ôi vượt lên chính mình luôn. Rồi xong, anh ấy đã ẻm 100 triệu, ẻm 100 triệu trong người. Không không dám cho nó đi. Hả? À, phải đó thôi. Còn là mày bắn... Bắn xúc. Lát nữa bắn xúc quần luôn đó bà. Sandy Survival. Sandy Survival. Cái bộ quần, bộ áo bữa nay hơi nát. Lấy giáp đi. Ồ, mà full giáp rồi. Hỏi anh em núp chung nhau chỗ á. Núp đây nè. Nghĩa là hay kiếm mấy cái chỗ núp tinh tế đó. Nó, trong đây à. Người thương với Nghĩa nè, bắn núp bừa không? Ừ, tại mấy map này tôi biết mà, mấy map này tôi biết lâu rồi. Bắn nhiều tiền không ta? Nhiều, ông nếu mà bắn hết 20 trận là chừng mấy chục ngàn á. Ờ, mấy chục ngàn tiền đạn luôn. Ủa, tụi nó có ra sao? Đúng rồi, tiền đạn hay gì sao? Bắn survival này á, tiền thì nhiều mà bắn á, nó bù lại tiền đạn lỗ mẹ rồi. Đúng rồi, bù tiền đạn. Sao tiền đạn đó? Ủa, tưởng đạn là lụm ở đây rồi chứ. Lụm đâu, bạn mày mua. Vậy đủ bắn xong được 20 đi. Ơi, bắn đạn phức. Đạn ba mấy ngàn rồi. Má, em bắn bo một phát ngay tường, cái nó dội lại. Nói loại lái thật. Hình nó có bắn dây em gì ta? Mình không biết, hình như là bắn dễ mà. Mấy cái quát đầu tiên có sao đâu, mấy bắp sâu mình... này là nó dễ, ở lộn nhầm, nó tăng level. Thôi kệ, tăng level được mà. Ừ, tăng cái vụ mà shooting cái này nọ. Ông sau này em bắn chuẩn hơn. Tăng shooting hả? Ừ, đúng rồi. Ủa, cái gì đó, tao nổ luôn rồi. Anh đây nhanh đi, quay đi, quả cá, chưa gì rụng mẹ. Tôi mới rụng tục lắm mà ba. Thanh niên ơn biết được cái trời nắng không đụng được sao được. Tại sao biết hay vậy? Có kiểu say nắng có chết. Đứng trên nóc nhà tăng như thật. Ta núp cover vô. Đằng sau kìa anh Hiếu ơi. Đằng sau kìa anh Hiếu ơi. Nghĩa quay luôn rồi ơi, kìa. Bạn đây bạn đây. Ông nó nãy. Cái sáng tôi vừa bả liền luôn á. Không, phải quay một. Quay một xong rồi nào. Quay một đúng không? Dễ. Ồ, ông Hiếu qua kìa. Tôi chịu kịp băng vô luôn. Lượm dép đi. Ông Hiếu bò cánh tim mà sao nãy chơi tăng tim gánh vậy. Phải. Hiếu bò lại mà thấp nhất quá. Cánh tim mà. Shiny Restaurant. Ok, chuẩn bị tinh thần. Đủ có chỗ nắp này đã nè. Ơn Đâu. Sau lưng nè. Ờ, gọi đến từ đâu rồi? Đấy à. Bên kia. Trong đây nè. À, đây là hợp lý nè, Nghĩa bên này. Quánh thôi. Má bên này hợp lý hơn nè, Nghĩa. Bên kia lòi ra quá. Ở bên này có một cửa đúng không? Dạ. Ở đây có một cửa defend dễ ba. Nhưng mà trời má gì bắn ghê. Vui mình cũng chạy ra mình bắn đúng không anh biết. Ham vui. Quay này chưa khó. Ủa nó lúc nào để mà tì vào tường quá nè. Quy. Mày tăng cơ hả mày? Má đi ra hoài. Ở trần chuồng quá. Mặc đồ phong phanh nhất ở đây mà tăng mày cả đã. Ủa sao mình canh cái đầu đống thằng mà toàn là ai giết còn mà không phải giết. Tại vì ông lắc đó ba. Má ông đúng mát lắc luôn á.
Má thanh niên lắc cũng năm. Má lắc banh chạch luôn á. Đang stream chế này nữa phải lắc luôn. Ủa vẫn còn đang stream luôn hả? Sao? Liên tục tìm liên tí nữa stream mà đến 12 giờ phải bật cái bài công giờ rồi hát bọn nó nghe mới chịu được. Ủa what the fuck thiệt luôn hả? Ờ chứ sao tụi nó không có đợi hoài mình á. Yeah. Vãi cả nổi tiếng. Vãi cả nổi tiếng, hồi nổi tiếng bị bắt nhiều làm nhiều thứ quá vậy. Sao thanh niên ngày ngày về sau càng nhiều show chạy show. Ủa tôi tưởng ông nói gì, tưởng chỉ có tối thứ 6 mới stream mà. Bữa nay thử ra chơi lại luôn. Tối sau đỡ stream. Đỡ phải stream. Dừng thiên hạ. Má cho tôi nhìn thấy những cái dislike của các bạn. Ủa có ai mát đạn chưa? Ủa mà có ai mát đạn 9000 mấy chưa? 9999 chưa? Chưa. Anh mát rồi. Mát kiểu gì vậy? Mát lâu lên level anh mát thôi. Lên level mát thôi. Tự mát. Ừ. 9000 mấy rồi. Đỏ đó vậy ta? Nhớ hồi em mới chơi á. Mua đóng súng mà không tiền mua đạn. Ừ quá. Mát cầm súng ra kiểu hù người ta để mà mày đi chỗ khác rồi nha. Chứ bắn một viên đau vãi. Mới lần coi anh em quay nhìn cái tiền đạn đúng khốn. Trời có xe phía sau nè. Ừ bắn mày. Không có cần phải trả tiền đạn luôn không? Có chứ, cảm ơn. Điện đạn mắc hơn thôi. Mắc thôi, mắc xe làm gì? Hồi lúc mà anh làm full hết cái hash, anh mới mua nổi đạn á. Là lúc đó là phải trả là 300 mấy nghìn. Tiền đạn thôi. Cô vợ cái ân, cô vợ cái ân. Má đông quá. Má đông rồi đó, đông rồi đó. Núp vô đi mấy thanh niên. Ôi núp. Chơi này phải có chỗ đứng và cứng chỗ đó. Đúng rồi. Hiện tại là tôi đang nhìn thấy được 39 cái dislike. Vâng thưa các bạn. Hãy cho tôi thấy nhiều hơn đi các bạn. Nó vô nó dislike một phát 10 cái luôn anh tin không? Tạo 10 cái dislike. Chúng ta có thể thấy là team áo hồng và quần hồng đang đứng cover nhau. Tóc cũng màu hồng nữa. Địt mẹ mấy thằng màu hồng mà hồng. Ồ, ồ, má nhiều hết sát kia quá. Em hồi đó nè. Mít tập bên. Má Chris bắn có cái vậy? Đâu nãy giờ anh bắn nhiều mà chả hiểu. Rồi, chắc lầy bệnh lắc từ từ ông nội kia. Cái ngần lầy lắc nè. Lầy lắc. Anh lên bôi kia ăn máu kìa. Chết mẹ ơi. Hết giáp rồi. Rồi anh cứ dạ, anh với Ngân cứ defend đây đi. Ngon chim. Má Ân má chạy ra thấy kỳ dữ Ân. Ủa đụng má bắt đầu quay mới rồi hả? Bắt đầu rồi. Ủa cover. Ô. Má gì mới thông biết rồi. Đồ mà nó bắn cơ. Nice. Ôi chịu thăng. Chịu thăng. Đêm sử chịu thăng cho. Có IPG không? Không. Ngon. Ai bắn hay thế. Ôi, rồi đụng nụ rồi. Má thằng dở ghê. Nắp cho nắp đi, đừng có xông ra, bình tĩnh. Em cover ngay cái hàng lầu gỗ, bắn xuyên hàng lầu gỗ, chết lên luôn. Tinh tế mẹ gì, không biết physics gì hết. Physics. Vô. Sao mình coi được cái số lính của nó? Gần hết anh coi cái dung lượng web á. Cái nó có nguyên cái thanh ở dưới á, web á. Nó vậy chạy gần full cây là gần hết á. Cái này khó ha, bắt đầu khó rồi đó. Ê, có ai chừa em máu với giáp với em máu gần hả? Chặt đạn đi. Má, tiền lụm quá trời luôn. Chết mẹ. Vô. Ủa đường nào đường vô là phải cực thanh niên. Đâu em mới spawn mà em đâu biết đâu. Đang còn chưa lấy lại thăng bằng cuộc sống. Em
em cover cái bên phải này nha. Em xui này. Em cũng ham vui lắm, ra trước em bắn quá. Cover lắm mẹ. Chết bỏ. Vâng, mấy trận sau á, ông làm gì á, nó tốn người lắm ba, thiếu người á. Để ăn cover yeah, là 4 người về huê luôn. Chúng ta còn nên sống hết luôn thì may ra, bắn tới gian cuối á. Chứ không mà cao lắm chơi tới web mười mấy là chết hết rồi bà. Mà bà đó rồi thấy nó đông quá rồi đó. Nó sợ thấy nghĩa đứng ngoài kìa. Cái ánh sáng mặt trời nó ủa em bên trong mà. Anh thấy đứng ngoài luôn. Lát rồi. Em đang đứng chung với Hiếu Bô nè. Ờ anh thấy lòi ra ngoài rồi. Được rồi. Ồ má hết máu rồi. Tư tưởng tình hình lên nổ rồi. Trời ơi má tình hình sắp chết rồi đó. Ôi thôi xong. À có cái gì ta. Anh ngồi trên hai mặt đấy. Ân là quỳ. Inventory á. Má ân đúng tìm gánh. Em ham vui ra giết người nhiều quá. Ân gánh tìm tìm bạn gánh tìm bạn. Ân bắn cứ ảo ảo cứ như Jami. Bắn cứ như mình. Giấu mày. Bắn cứ như mình. Ôi đồ. Ồ má gần chết mém chết mém chết. Em chơi cái có mà bữa có thằng nữa. Em đừng có kêu anh đang xem video mong. Bình tĩnh bình tĩnh. Rồi còn thằng đó. Nice. Nice. Cô cố chứ là cái xác mình lủng lủng lỗ tội nghề vậy. Ôi. Ngoài. Ở đây có ai còn máu với giáp không ta? Mẫu giáp cái gì bắn khô máu đi. Kìa còn cái giáp kìa nghĩa. Đấy. Trong này nè. Ok ok. Đấy đây. 7 giây nhanh lên em. Ok này. Full máu rồi vô. Cái thằng ân. Nhìn nó chán thiệt luôn à. Chắc lẽ nãy nó hoàng kim giờ giờ nó hoàng gì vậy ba. Anh biết là cái gì Melee à. Melee. Kệ. Melee mà. Lấy xe lấy. Đã gạt Advent ra phá đường. Nó chết chưa? Ủa chết rồi hả? Má đông vãi liền luôn á. Tu đạn không ta? Fanger anh vô kìa. Fanger. Fanboy ba, Sơn Tùng mà cai Sky MTB đông quá ba. Đâu, Fanger quá, chứ ân biết thôi. Anh chắc là ba nít quá. Fanger. Anh rét cô bờ hộ cai. Rồi rồi. Đâu. Ân cũng có Fanger. Có, cô luôn. Đồ hoài. Giờ này tại anh không coi stream vâng. Mà thường thấy Fanger đóng. Fangay. Cô luôn. Fangay của cô Chris nè. Unicorn girl nè đúng không? Là một người nè. Đồ. Thằng này được có đẹp trai không? Hồ Thị Thu Thảo đó kìa. Thiệt luôn. Thiệt luôn à. Ê, chỗ fan ghê quá. Đồ khoai. Đâu có đồ ý là Gato. Là... Không phải Gato. Lăng lắc. Bị danh mới. NPC nó quá quen với việc lắc rồi ba. Vấn đề là cả quân team ai cũng thấy ông lắc đó chứ hỏi mình ông kia đâu. Cái chỗ này cứ tinh tế lên đi. À chỗ này hơi bị tốt luôn. Mà nó bắn ngay đầu tôi bắn hết shot không á. Ồ nó bắn em xuống nữa cây máu rồi đây. Ủa, đi xuống. Đi xuống mày ơi. Má nó bắn tao hết giáp luôn. Giáp đó kiểu kè bắn hồi chết hết rồi ba. Mình là fan gay quên crit. Nó phải kiếm mấy cây bự bự đi bắn. Stream là em hướng tới các bạn nữ anh hiểu không? Còn để bây giờ giao lưu với mấy bạn nữ cái coi. Bạn trẻ. Bạn trẻ. Giao thông với bạn nữ à. Anh crit biết em à. Để bây giờ giao lưu với mấy bạn nữ. Đéo không? Đéo không? Ôi chữ thăng. Ai. Mình cái người yêu mà. Nghe tiếng không thấy người. Phay Hoàng Tuấn á.
Hiện tại là đu. Bờ đi up á, bờ đi up á. Mấy bạn nữ là còn. Ôi sao hay vậy? Nè 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 nè. Thích ân vậy. O o chim tân. Ủa, ở ngoài đông ấy. Má tới nữa giờ tụi nó lay đắt luôn rồi. Ở ngoài đông ấy. Chết rồi, là ân nó lay lắc qua NPC bắn không chết. Headshot không à. Headshot không thấy lăn luôn. Nè, headshot cái đó đứng lại đúng không? Đứng yên. Ờ, đứng yên thôi. Rit có tin nhắn tay kìa. Em mới gửi nha. Má mới quỳ vậy mà nó đã khó khăn rồi rồi. Gây nè. Gây con mẹ. Vãi em bắn gì mà có chết con thằng hư cấu thiệt chứ. Má giờ nguyên cái bản đồ lay lắc luôn rồi nè ba. Giờ em thấy ai giờ cũng... nó mới hiện rồi ba. Nó đi tìm con bịch dép rồi mà nó giờ nó mới hiện. Ủa má bên đây bắn mà đến nỗi mà má phá tường luôn hả? Má tường bể luôn rồi. Má tụi tao bắn ghê quá. Ôi, máy bay nó có nguyên cái máy bay nằm đây luôn nè, không thấy à. Đéo thể hiểu được luôn á. Mà tôi đâu ngờ Gata cái hệ thống vật lý nó ghê vậy ba. Ôi giời trời má. Má chưa gì bay sạch giáp, bay sạch máu luôn. Không lên không render logo á thì có 2 tiếng mấy. Bỏ logo vào 7-8 tiếng. Cái gì ghê á? Render gì ghê á? Thế đấy đúng là đáng đồng tiền bắt cạo luôn ha. Logo kinh vãi, thôi bỏ hết con mẹ nó logo ra luôn. Anh để logo đứng hình được rồi. Anh để đứng hình luôn, anh để một sụt, anh để kéo từ đầu đến đuôi luôn, đứng hình đai luôn. Mà để vào vẫn 7-8 tiếng. Tại bỏ nó đi thì nó nhẹ. Tại logo anh làm animation đúng không? Slideshow đúng không? Không có, để bình thường luôn. Không hiểu. Bắn xuyên tường chết kìa. Ây giời trời, rồi xong. Bắn xuyên tường phải, chết hết luôn hả? Rồi chết rồi, gặp thằng lắc này xong mẹ rồi. Hay, thôi hay. Anh tôi em tôi thua hay. Rồi. Con này tinh tế vậy. Má coi tinh tế chứ, tinh tế rồi xong hết tinh tế. Em chết khoảng chừng 5-6 giây rồi cái mọi người mới đụ lên á. Ủa vậy hả? Ủa chết nãy giờ luôn hả? Chết nãy giờ luôn rồi mà. Tôi nằm lăn cả đống. Má giờ cái body nó đứng luôn rồi là ba. Má 11.000 chắc mua đạn 20.000 quá. Nói chung thì